đích thân châm nến nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật ngày to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to hôm nay là ngày sinh nhật của vợ mình nhé. Hội nhóm bạn của vợ đã rủ nhau đi sang bên Việt Trì để tổ chức. Đây đang có mặt ở cái hồ đây, không biết là hồ gì. Đây, đằng trước mặt mình đây là một cái ấy rất đẹp nhé. Đây, mọi người đang tập trung ở dưới đó. Đấy, hôm nay là sinh nhật vợ nhá, tổ chức bên Việt Trì nhá, đông đủ anh em đây, đứng hết đây. Đấy, kính đâu cũng đeo vào. Đông đủ anh em nhá, đây, cửa hỏi, xếp hàng. Một kính đâu nhỉ? Hôm nay là sinh nhật em Thủy và em Bình. Thủy đâu đeo kính nào? Tổ chức chung một ngày. Đây, các tay cơ camera chụp ảnh. Đây. Tổ chức tại bên Việt Trì nha. Bây giờ đi chụp ảnh, quay phim, lát nữa mình đi ăn. Tươi lên nào, tươi lên, nhìn đây nào. Đây, sinh nhật hai cô này đây. Đấy, sinh nhật hai cô em đây này, cô em 60 đây. 60. 60. À, đằng xa nha, hồ rất rộng nha. Đấy. Rộng không? Đây. Bà Thủy với cả bà Bình là chủ sở hôm nay, là hai dâu đứng hai bên. Đấy. Được rồi, ok rồi. Đấy, hai bà đứng giữa nhá, sinh nhật hôm nay nhá, còn kia là dâu nhá. Sau khi chụp ảnh xong rồi thì mọi người chuẩn bị bây giờ là bắt đầu đi ăn. Đấy, đi ăn đây. Đến giờ rồi, đến giờ rồi. Hả? Ăn mừng sinh nhật vợ. Chào anh nhá. Dạ, chào em.
hôm nay là quyết định sinh nhật đấy, bánh tẻ. Hôm nay quyết định sinh nhật là vào nhà hải sản nhé. Đây, hải sản bên Việt Trì đây. 403 Nguyễn Du nhá. Hải sản tự chọn nhá. Đây, hải sản đây. À, bên kia cơ. Đây là thấy chưa? Úi giời, tôm hùm này thì bây giờ máu chưa? Ở như bên này nhà hàng khác à? Cùng đó. À, cùng à? Cùng luôn à? À, nhưng mà ấy một bên mà ăn một bên đúng không? Đây. Cùng ngồi quây quần cho nó vui. À, thế bên kia bên này là một à? Một đấy, à, nó là một à? Đây, hải sản tươi sống tự chọn nhá. 403 đường Nguyễn Du nhá, bên Việt Trì nhá. Đấy, hai bên kia và bên này là một nhá. Bên này là các dãy thêm mấy dãy ăn. Trong khi các món chưa lên mà chị em với cả các anh đã không có một nửa rồi. Đồ vẫn chưa lên nha. Mà mọi người là bóc bánh tẻ rồi. Chưa gì kiểu là sợ uống rượu. Không, ăn một nửa thôi. Một nửa cái. Ăn này sau tí nữa là đồ kia ăn mà vẫn ngon đấy. Vẫn ngon đấy. Đặt nhiều lắm, gọi nhiều lắm. Phải ngon sao đi. Được rồi, em hùng rồi. Anh cũng phải bảo là chúc vợ yêu mừng sinh nhật. Có. Đây nào, chúc vợ yêu. Chúc anh đây này, chén này. Chúc mừng sinh nhật nhá. Chúc mừng sinh nhật. Chúc em Bình và em Thủy nhá. Chúc khỏe nhá. Chúc cả em Bình nữa nhá. Cảm ơn em nhá, chào mừng em nhá. Anh các bạn. Đây. Rồi, cái rượu này ngon quá. Rượu gì nhỉ? Rượu mơ anh. Ờ, mơ này là mơ tươi. Mơ tươi. Mơ nông mơ chủ không? Đây, bước đầu là phải có cái món này. Gỏi không hả? Ăn ra màu thế nào? Đâu này. Đâu mà cái này là gì đây? Gỏi gì đây? Gỏi cá xong, gỏi cá xong. Gỏi canh đấy. Gỏi cá. Gỏi cá xong. Gỏi cá xong. Gỏi cá xong ăn được không chú ơi? Ăn gà nẩu chứ. Rồi cái món gỏi cá xong nhá. Ôi sao nó trắng thế nhỉ? Ờ, thịt rất trắng nhá. Không ăn cá và sợi ăn nó trắng không ngọt. Ngon lắm, ngon lắm. Ngon lắm mà nó ngon. Đấy, vợ mình coi như là hai con tiêu chuẩn, mỗi người hai con nhưng mà không ăn, nhường mình là mình phải ăn ba con này. Ba con. Thế thì em ăn ba con đấy. Ăn thì phải nhớ nhá. Ăn phải nhớ. Ăn thì đấy, cái cá xong này ăn cũng như là cá hồi. Uống bao nhiêu tùy. Đấy, ăn như là cá hồi. Mà. Nhưng mà so với cá hồi thì cái cá nào ngon hơn hả? Cá này ngon hơn cá hồi à? Mỗi thứ kiểu.
nữ một kiểu à? Vâng, vâng, để không ăn lâu rồi chị khỏi vào. Chiều nay thì chưa cho chị em hôm nay không có lệnh tịnh. Nhưng mà hai người ngồi hơi bị khỏe. À, thế... Sinh nhật em Trung là ngày nào nhỉ? Dạ. Đấy, nó bao nhiêu? Mở mắt ra, cho bao nhiêu? Mùng 7 tháng 5 nhá. Mùng 7 tháng 5 à? Vâng. Ồ, đang trên tháng 5. À, thế này cạch chúc chú em trước đấy. Vâng. Rất cảm ơn anh. Thôi, chúc anh đi làm gì đấy để em uống nhiều đấy. Đấy, các chú Hải, anh phải lưu vào đây để anh còn nhớ ngày. Nhớ ngày nó sợ quên. 7 tháng 5 thì... Vâng. Ok, nào cạch ở đây. Vâng, chúc sức khỏe nhá. Mùng 7 tháng 5 mấy nhỉ? Thứ ba sao? À, thứ ba thì tôi cũng đi được rồi. Không phải là không. Nếu thế làm trước đi, làm vào mùng 4 đi. Cứ thứ 6, thứ 7, chủ nhật trong 3 ngày đấy. Cảm ơn. Mùng 4 đi. Mùng 4 là thứ 7. Ừ, ok luôn. Thứ 7 chủ nhật đấy. Thế là mùng 4, mùng 5 gì đấy. Tùy. Mùng 4, mùng 5 đi. Nam quả. Ta nạm đi móng cái mà. Ba cho anh Thanh luôn. Ok luôn. Đây, món ăn mới đây, tôm phô mai, bánh mì đây. Đây, và mực. Lấy cái đôi khác. Lấy đôi khác này. Có đôi kia. Rồi, đây. Thôi, nào đây rồi. Thôi. Thôi, đánh rồi. Hơi lạnh quá. Mày có dài. Thật mày. Nó dài không đi. Mày có dài. Mình uống rượu rồi đang phát hồn. Cứ ăn đi. Là món tiếp theo là sò huyết. Sò huyết nướng à hay là hấp? Nướng. À nướng à, nướng ăn mới ngon. Ăn cái tôm ngon lắm. Nhưng mà đây nó phải làm hấp rồi anh ạ. Thôi được rồi, không bị gì cả. Ăn được. Thôi bây giờ. Không phải không khí. Thôi được rồi, hấp được. Mất ngon. À bởi vì là ốc hương thì mới nướng. Không, cái này hết phải nướng, nướng mới ngon. À, nướng là nướng mà thôi nó. À, tôm mà. Nó đúng quá nhá. Này, còn tôm phô mai ăn với bánh mì. Cùng luôn. Đây, bát canh đầu. Đầu cá xăm với cả đuôi đây. Chính là hôm qua anh phải điện cho anh Dung người tư vấn. Cái này thì nó trình độ nó trên tôi là chuyên nghiệp. À đấy, cháo. Cháo lên rồi. Nào rót rượu thì anh em mình rót cái đi. Anh uống rượu gì? Anh uống rượu mặn đi. Ờ. Hai anh em mình lại rượu mặn. Anh kiểm là tí rượu mặn nhá. Có. Ừ. Nó đi để cạch. Thôi thưởng thức. Cái thưởng thức tí rượu mặn đi. Rượu này cũng là mặn. Vẫn là, nếu mà rượu thì vẫn là một loại rượu ngâm. Nhưng mà một loại ngâm bơ, một loại ngâm mặn. Ừ. Uống thử cái rượu này cho nó. Anh rất thích ăn cà rượu của anh. Anh không biết kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Nào em Hùng, cái đây. Cách nào, Trung, cái đây. Nhưng mà anh cảm giác em phải ăn cái rượu này nghe phải ngon hơn rượu mơ. Đúng rồi, nó ngọt hơn, nó ngọt hơn. Thơm. Thơm ơi, cho nó anh chào đi đây. Vâng. Nếu mà anh thích thì lần sau đi thì em cứ mang rượu này đi. Ai, ăn xong rồi bắt đầu là đi uống cà phê đây của cái quán Dung Phúc Cà Phê. Dung Phúc Cà Phê đây. Sinh nhật ai ấy nhỉ? Phải đoàn vào đi. À, đi uống cà phê đây, cà phê đây. Cầm thú cầu đẹp quá. Cà phê. Anh ơi. Đây.
hai bên nhá. Đã coi đẹp chưa? Đấy, tuyệt vời chưa? Đấy, trên này màn hình to chưa? Này phải 200 inch nhỉ? Ừ nhỉ? Màn này đến 200 không? Làm sao đến được? Kem ba viên. Kem ba viên. Đây ăn gì? Đây 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 nhìn đây. Hội đồng bọn chúc mừng sinh nhật Bình Thủy xinh gái. Nào được rồi, châm đi nhanh lên. Hoa để đây cho công ai để. Khẩn trương, hoa đẹp quá. Em phải che tay vào. Đó, đi ngồi tay vào. Thân châm nến nha. Đó quá. Rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Nhà đó mãi hôm nay mới biết gì nữa. Nước anh nè. Nước anh đấy.
nước anh đi em chuyển ra. Nhìn đẹp đôi phết kìa. Yeah.